Xin chào các bạn, tôi tên là Hóa, hiện tại đang công tác tại bộ phận thiết kế của công ty cổ phần kiến trúc Kisato. Hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn một mẫu nhà 2 tầng đẹp tại phường Ái Quốc, tỉnh Hải Dương, thành phố Hải Dương. Thì mời các bạn cùng chúng tôi tham quan qua kiến trúc của ngôi nhà. Thì ngôi nhà chúng ta là rộng đằng phía đằng sau đấy. Thì không gian xung quanh của ngôi nhà có một cái ngõ khá rộng. Ô tô đi hai ô tô tránh nhau vẫn vừa. Rồi. Đây là hiện tại là ngôi nhà của chúng ta. Các bạn có thể thấy là 2 tầng. Được trang trí qua sơn. Rất là đẹp. Đấy. Ngôi nhà mặc dù được xây là khá lâu rồi. Từ năm 2010 cơ. Nhưng mà vẫn rất còn đẹp và lộng lẫy. Chúng ta có thể tham quan kiến trúc bên ngoài của ngôi nhà. Các bạn có thể thấy rõ. Đấy, các bạn có thể thấy cửa thì hơi bị ấy rồi nhưng mà vẫn còn rất đẹp. Đấy, đèn, cái trang trí đèn rất xây từ những năm 2010 mà gia chủ cũng đã đi trước thời đại. Rất là đẹp. Tôi nhìn sơ qua bên ngoài là được chia làm hai phần chính. Phần mái hiên ở tầng 1 và tầng 2 đều nằm bên trái từ màn hình của các bạn. Ở bên phải là các phòng. Thì không biết phòng bên trong là gì thì tôi cùng dẫn các bạn vào tham quan. Dạ ông. Nhà tôi đây. Nhà ông bên màu vàng này ạ? Đây đây, qua đây. À vâng. Thì cháu sang chơi, cháu đang quay nốt này không ạ? Thì đây mời các bạn tham quan. Đấy. Rất đẹp, nhìn từ bên ngoài. Rồi, bây giờ chúng ta cùng đi vào để xem bên trong của ngôi nhà có phần trang trí mặt bằng như thế nào các bạn nhé. Rồi. Chúng ta cùng tiến vào ngôi nhà. Chào chào cô ạ. Nhà cô giờ còn làm nhiều ruộng không cô? Mấy năm xào. Ủa, năm xào. Bây giờ thấy như nhà cháu. Thế nhà cô gặt được mấy xào rồi? Gặt hay đây là tướng mạ? Gặt hết rồi. Đã gặt hết rồi. Còn mấy thước cái máy nữa. Đây ra. Chú làm nhà này với nhà kia cùng một thợ đấy. À cùng một thợ đúng không? Nhà anh Minh. Nhà anh Minh đã giới thiệu với mọi người. Hai anh em ruột làm. Thế một thợ đấy. Ngày đấy chắc cô cũng ở nhà phụ thôi cô nhỉ? Ừ. À không, ngày nhà đấy bác bên kia cũng phụ của nhà. À ha. Ngày lúc dần. Nhà này hình như chưa không gian làm hai phần đúng không cô? Hả? Bên hai mái hiên đều ở một bên trái này. Ừ. Trên cũng là phòng khách, trên dưới thì có một phòng ngủ thôi, trên thì hai. Vâng. Cô cho cháu vào trong nhà xem không gian bên trong với cô nhé. Ừ. Rồi. Thì xin giới thiệu với các bạn là ngôi nhà này chiều rộng là mấy mét cô nhỉ? Chiều rộng là 7 mét rưỡi. 7 mét rưỡi. Phòng khách thì 3 mét rưỡi, phòng kia là 4 mét. À, và phòng ngủ là 4 mét. Thế chiều dài đấy cô chia sẻ là 8 mét hơn ấy. Vâng. 8 mét hơn. Vâng, thế xin mời các bạn cùng vào bên trong tham quan xem. Ngôi nhà này đặc biệt như thế nào, nhìn bên ngoài thì rất là đẹp. Đây, không gian cửa cũng đi trước thời đại đây. Giờ người ta chuộng 4 cánh như này lắm cô ạ. Giờ người ta chuộng 4 cánh như này lắm. Ai mà xây từ năm 2010 cho tới đa phần là chơi 2 cánh là sai sách rồi. Đó, nhà cô 20. Nhà cô mới nhà Minh này làm như này đầu tiên. Vâng, thế bảo 4 cánh. Đây lại cửa phòng ngủ rất to này mà mở ra ngày Tết thì phải. Ừ, có công có việc mới mở. Đây một phòng bếp đi cô. Đây một phòng ngủ đây. Vâng. Vừa ra vào trong nhà mát quá. Ừ. Đây xin giới thiệu với các bạn, đây là phòng khách của nhà cô. Cô tên là gì cô nhỉ? Cô Nhưng ạ. Cô Nhưng ạ. Và đây là nhà cô Nhưng. Đây được trang trí là 3m6. Còn vừa lắm, cô cháu còn vừa lắm. Không phải gì cơ ạ. Nhà đâu. Nhà đôi
Thế phòng khách này chắc được 15 mét vuông đấy cô nhỉ, được không? Một chiều 36 một chiều 39 đấy. 39 rồi. Sàn nhà chắc trần nhà là cao 3m6. 37 mấy, 375, 37 375 đấy. Trần nhà đấy ạ. Ừ. Chứ không phải 3 nữa. Cửa kia có hay mở không cô? Có, nó bốc mở hút gió mát lắm. Rồi, bên... Bạn có thể nhìn thấy không gian xung quanh cũng như vậy. Nhìn ở đây thì ngồi đây là nhìn là ai vào cái biết ngay cô nhỉ? Hả? Nhìn thẳng ra ngoài cổng ai vào cái biết ngay. Đất nó có thế, thì làm thế. Cái đất thế này làm thế này cho thuê bố trí này hợp lý lắm à? Hả? Cho thuê bố trí này là hợp lý rồi. Thôi. Đất nhà cô ấy. Có 100 mét vuông nữa. Phòng bên này là phòng ăn hả cô? 60 mét vuông phòng này. Vâng. Trước mắt thì cô ăn hoặc là giờ chưa ở cô cứ thế này, còn sau này ví dụ là đông người cô lại ngăn tiếp. Vâng. Không thì thôi. Phòng này được ngăn bởi phòng khách với một bức tường 110. Được cầu thang. Đây là lối đi ra. Đang sau vệ sinh. Vệ sinh nằm bên ngoài. Rồi. Và đây là lối ra ngoài hiên. Đất nó cứ thế tiết kiệm. Vâng. Thôi thế cũng tiện chứ lắp nhà vệ sinh trong nhà thì cảm giác nó bí. Tầng trên tầng dưới thì đều nhà vệ sinh. Rồi. Còn đây là phòng ngủ. À, phòng ngủ kìa, cửa sổ to cô nhỉ? Ừ. Cửa sổ này rộng lắm. Đây phòng này có điều hòa này. Tầm 12 mét vuông. Rồi, thì cháu xin phép lên tầng 2 thì cô nhá. Ừ. Rồi, lên tham quan tầng 2. Đây được ngăn bởi song sắt. Ông vừa nãy cụ vừa nãy là có họ hàng không nhỉ? Dạ, bố con. À. Thế anh Minh cũng họ hàng này, anh Minh là cháu à? Minh là cháu của anh thím ruột đấy. Ừ. Bên đây là bác, dãy này là ba con trai của ở đây. Ừ. Đây lên tầng 2 thì vừa hết cầu thang. Ừ. Thì nhà này là đặc biệt so với các nhà khác cháu đi. Ừ. Là có một cái lan can đi ra nhà vệ sinh luôn đấy đúng không? Ừ. Rồi đấy, vệ sinh nằm bên ngoài. Đó. Rất tận dụng phần đất còn lại. Tiết kiệm không? Vâng. Tận dụng thế này, tốt. Rồi. Phòng trên này tầng 2 là một phòng khách, hai phòng ngủ. Ừ, nhưng mà có gì đâu. Rồi, phòng khách này chắc cũng thẳng từ bên trên bên dưới lên thôi đúng không cô? Đúng rồi. Rồi, phòng ngủ lại thế thôi, từ bên dưới à đâu, phòng ngủ này nhỏ hơn bên dưới tầng 1. Cũng thế. Cũng thế ạ. Cũng như nhau. À đây cái này thẳng với cầu thang ở dưới. Ừ. Rồi. Cũng như nhau thế. Như nhau. Tầm 12 mét vuông. Này nằm cửa to quá. Thôi cửa to này được nhiều lúc thích mở hết ra cho thoáng. Ừ. Còn đây là khoảng 10 phòng bên dưới là được bố trí phòng ngủ luôn ạ. Đây phòng ngủ luôn. À, đây có phòng ngủ của... À phòng này là phòng ngủ của cô đúng không? Không, cô vợ chồng mình biết. À. Cô phòng dưới rồi. Đây này nó... phòng này của con trai ạ? Con trai. Trông như của con gái này. Anh chơi. Mở giờ nhà nó chơi hai phòng. Trước thì nó lấy thì nó ở đây nhưng mà trước cả thằng anh nữa. Anh phòng dưới ra ngoài thì cô anh la thì nhà nó để tôi không ngủ bên này nắp điều hòa bên này cho mát. Khi tí thì chồng nó ở bên này. Đây cửa tầng 2 cũng vẫn là 4 cánh luôn. Trong này nó cũng khác hẳn đi nhà anh Minh đi, trong hai nhà cải tiến. Nhà Minh làm khác. Ừ. Minh nó trù mẫu là người làm đi đúng không? À. Nhà cô không có mẫu đúng không? Nhà Minh thì nó trù ở chết Hà Nội về làm đúng không? Nhà cô thì tự thiết kế đúng không? Tự xây, tự thiết kế. Đây. Mái bên trên là mái Thái đúng không cô? Rồi. Đây là khu vực lan can. Nhìn ra xung quanh luôn. Được đấy.
ta cùng đi xuống lại một vòng nữa để nhìn qua kiến trúc của ngôi nhà nhé. Đây, bên trên gồm hai phòng ngủ. Cửa này chỉ có 900 một mét vuông ấy, thì giờ đắt. Mới làm thì em gửi tiền lên 1 triệu 4. Lắp cửa đấy ạ. Cửa, cửa gỗ hả? Ừ. Ngày đấy xây quán này là xây kia ở cô? Không, đồng nhà chú đã của chú xây đấy. À, chú. Anh em làm quý cho nhau thôi. Thế thì được cái nào tiết kiệm. Chứ người giờ nói thì nhưng mà như cái nhà trước này thì nó nằm có hơn 500. À, nhà đối diện luôn đấy ạ. À, thế cô cho cháu hỏi với là cô ngày đấy hoàn thiện là hết hơn 500 triệu đúng không? Và thế cũng hợp lý cô nhỉ. Cái này đẹp quá rồi. Nông dân mình. Cháu cảm ơn cô nhé. Thì mời các bạn nếu có ý định xây nhà thì có thể tham khảo để tìm kiếm cho mình những cái mẫu đẹp nhất, và hãy đăng ký kênh để nhận thêm chia sẻ về các mẫu nhà tiếp theo. Và nếu có bất kỳ thắc mắc gì về nhà hoặc là muốn tư vấn thiết kế thi công thì hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại bên dưới màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.